Phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Mới vừa có được chuẩn đại tướng chiến lực, ngươi liền để cho ta tham chiến thần cốc. Xuyên qua hải tặc thế giới gia nhập lóc két hải tặc đoàn Ronan, kích hoạt thợ săn chi thư, chỉ cần giết chết đối thủ liền có thể từ trên người đối thủ đạt được năng lực tương ứng. Ngay tại thân ở ngục giam đảo Ronan, mượn chức vị tiện lợi, xử hình tù phạm thăng cấp bản thân 3 tháng, rốt cục đem chiến lực bạc lên tới chuẩn đại tướng chuẩn bị tiếp tục bắt cá cho đến leo lên đỉnh thế giới thời khắc. Thuyền trưởng băng hải tặc trốc dê, di bét, tập hợp tất cả các thành viên bao gồm Ronan và tấn công hòn đảo của các vị thần. Có lầm hay không, ta lúc này mới chuẩn đại tướng, ngươi liền chính mình muốn chết muốn làm đỉnh phong Capo, đỉnh phong Roger. Thần chi cốc chi chiến cuối cùng, mang đi bị Capo Roger oanh chỉ còn lại có non nửa tàn thân rác Ronan, giờ cao lưỡi dao sắc bén nhe răng cười ngăn cản rác cảm kích, thuyền trưởng không cần nói cảm ơn với ta, ngươi nói cảm ơn với ta, ta đều ngượng ngùng giết chết ngươi a. À. Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt trước. Chương 1 Hệ thống kích hoạt Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Mặt trời sắp lặn, hôn mê sắp tới Gió bắt như đau, xuyên thấu qua khe hở nhà giam, cạo xương gọt thịt chui vào khe cửa trong nhà giam treo cờ hiệu của băng hải tặc lóc mười mấy tên hải tặc thực tập trong coi tù phạm phản phất như sói cô độc tản ra bên trong im lặng lau chùi súng ống đao cụ uống rượu giải sâu ngực băng vải bị máu tươi nhuộm đỏ rô nan tựa vào lạnh như băng trên vách tường cau mày hướng một bên súng thép duỗi đi keng keng trong nháy mắt năm ngón tay cùng cương thương giao tiếp năm ngón tay run rẩy không ngừng liền khống chế không được đem cương thương tựa vào vách tường chạm xuống mặt đất nghe tiếng kim thiết giao minh giữa thép thương và mặt đất. Ronan biểu tình có chút âm tình bất định, nhìn về phía trên vách tường dán bố cáo. Nội dung bên trên rất đơn giản, kiểm tra chiến lược của đoàn hải tặc lốc cơ mỗi năm một lần, sẽ bắt đầu vào hai ngày sau. Mục đích kiểm tra chỉ có một, đào thải hải tặc không theo kịp bước chân của băng cướp Thượng Hải. Làm tân thế giới thậm chí toàn bộ vĩ đại hàng lộ, cường đại nhất hải tặc đoàn, lóc kết hải tặc đoàn hàng năm đều sẽ có rất nhiều tân binh ông các loại mục đích gia nhập hải tặc đoàn băng hải tặc lóc đương nhiên không phải mở thiện đường ngoài những đóng góp chiến đấu đạt tiêu chuẩn các thành viên chính thức được lóc dê di bét và các cán bộ cao nhất dưới trướng công nhận còn lại thực tập thuyền viên hàng năm đều phải tiến hành kiểm tra sức chiến đấu cùng hải quân hoặc là hải tặc đoàn bình thường bất đồng cường đại nhất hung tàn nhất lóc kết hải tặc đoàn này kiểm tra không đạt tiêu chuẩn người, hậu quả chỉ có một. Bị thành viên chính thức của hải tặc đoàn chủ trì kiểm tra tự tay bắn chết. Cùng lúc đó, tài phú bị thủy thủ đoàn thực tập bị bắn chết cướp đoạt một năm, cũng đều thuộc về thành viên chính thức của cuộc kiểm tra sở hữu. Mà nội dung khảo nghiệm chiến lực cùng tiêu chuẩn khảo hạch thì do thành viên chính thức của hải tặc đoàn chủ trì khảo nghiệm quyết định. Tất nhiên rồi. Thuyền viên thực tập không ủng hộ kết quả kiểm tra cũng có thể lựa chọn đánh chết thành viên chính thức của hải tặc đoàn để đạt được tất cả những gì mình có. Máu tanh, tàn nhẫn, khủng bố. Thịt kẻ yếu, kẻ mạnh ăn. Đây chính là nguyên tắc duy nhất mà hải tặc đoàn cường hãng nhất ẩn dưỡng ra trong thời đại bùng nổ này, hải tặc đoàn lóc két phụng hành. Khủ. Khủ. Nhìn trên vách tường bố cáo, bởi vì vừa mới động tác, khảm vào mảnh đạn phổi ẩn ẩn đau đớn Ronan, nhìn không được ho khan hai tiếng mở miệng, thật sự là thời đại cướp chó. Ronan là tại một năm trước xuyên qua thời đại này, 17 tuổi hắn vừa mới xuyên qua, chỗ đến thành trấn liền gặp phải hải tặc tập kích, hải tặc hung mảnh, cho dù Ronan cầm lấy súng thép đem hết toàn lực phản kháng, vẫn không địch lại bị bắt. Không cam lòng trở thành nô lệ Ronan, thừa dịp hải tặc xâm nhập thành trấn thời khắc, hạ độc chết nửa thuyền hải tặc. Đang lúc Ronan sắp bị thuyền trưởng hải tặc nổi giận xử hình thời điểm, Lốc hải tặc đoàn đánh úp lại, hợp nhất bao gồm Ronan ở bên trong nửa thuyền hải tặc. Trở thành lóc két hải tặc đoàn thực tập thuyền viên sau đó, Ronan liều mạng rèn luyện chính mình. Nhưng, có lẽ là người địa cầu thể chất vấn đề, cho dù liều chết rèn luyện, lực lượng của hắn tiến bộ tốc độ, như cũ so ra kém những kia cả ngày uống rượu ăn thịt không có việc gì làm hải tặc. May mắn, súng ống của thế giới hải tặc giai đoạn sơ cấp vẹn vẹn chỉ cần nhãn lực cùng hỏa dược động năng liền có thể hình thành chiến lực. Mỗi khi chiến đấu, làm tay súng bắn tỉa Ronan đều ở phía sau xả súng lạnh. Nếu không, Ronan đã sớm chết ở cái này cứt chó đồng dạng thời đại. Thường đứng bên bờ sông nào có giày không ướt, nguyên bản bằng vào vất vả ma luyện bắn tỉa năng lực, Ronan đã chiếm được lóc két hải tặc đoàn cán bộ cao nhất, vương trực mời chào, ít ngày nữa có thể trở thành không cần khảo nghiệm chính thức thuyền viên nhưng, đáng tiếc là, lần trước trong chiến đấu, đối địch hải tặc nổ tung trái cây năng lực người, không cam lòng bó tay chịu trói, ngang nhiên tự bạo. Nổ chết hơn phân nửa đi theo vương trực xuất chiến hải tặc không nói, Ronan càng là bị văn tung tóe mảnh vỡ xuyên vào lòng ngực. May mắn còn sống sót Ronan, cũng bị thuyền y kết luận là, nếu không có giải phẫu trái cây năng lực người lấy ra chèn ép thần kinh mảnh đạn, Ronan liền cũng không cách nào cầm súng chiến đấu duy nhất năng lực chiến đấu đều biến mất, Ronan trực tiếp bị mệnh lệnh theo cái kia một trận chiến tàn phế thuyền viên trong coi lóc cơ hải tặc đoàn lao tù Vương trực không bao giờ nhắc tới mời chào nữa chuyện thuyền viên chính thức lại công giả trang trong khi đó cũng có nghĩa là dù là bắn tỉ năng lực còn tại Ronan đều cực khó thông qua kiểm tra đem không thể tránh khỏi ai Ronan thở dài một tiếng dùng run rẩy hai tay ông chặt rơi xuống mặt đất súng thét cảm giác được súng thép lạnh như băng xúc cảm, cảm thấy một trận vô lực. Vốn tưởng rằng, xuyên qua tới thế giới hải tặc chính mình, chắc chắn ngang nhiên cuộc khởi, leo lên tuyệt đỉnh chiến lực cùng râu bạc đối ẩm, cùng rô dơ chuyện trò vui vẻ. Ai ngờ hiện thực lại tàn khốc như vậy. Đừng nói bạch hồ tử rô dơ loại quái vật này, đem hết toàn lực chính mình, thậm chí ngay cả tầng dưới chót nhất hải tặc đều đuổi không kịp. Thậm chí trong thời đại bùng nổ này, thủ đoạn bảo vệ tính mạng duy nhất của mình đều bị tước đoạt. Loãng xoảng. Đột nhiên, cửa lớn lao tù ầm ầm mở ra, gió lạnh thấu xương như dao găm, gào thét mà vào, từng thuyền viên thực tập như sói cô độc, nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía cửa. Đạp, đạp, đạp. Trong tiếng bước chân có vẻ bất ổn, một nam tử thân hình cao lớn, trên người cuốn băng vải nhụm máu, mang theo rượu và thức ăn chậm rãi đi vào. Sau khi vào cửa, chống gậy gãy chân tráng hán, liền giơ cao trong tay rượu thức ăn, khóe miệng kéo hướng Ronan cười mở miệng, chúc mừng sinh nhật. Đầu trọc tráng hán tên là Giác, hơn 30 tuổi hắn, là Ronan hợp tác, Ronan phụ trách sau lưng phóng súng lạnh, Giác thì phụ trách dùng kiếm thuẫn ngăn cản tập kích Ronan công kích. Cùng Ronan đồng dạng, Giác cũng tại lúc trước nổ tung trái cây năng lực người tự bạo bên trong bị nổ bị thương chân. Ronan, tới huynh đệ bồi ngươi uống rượu. Dắt chống gậy vẻ mặt tươi cười vô tâm vô phế, kéo hắn qua. "Ronan, hôm nay chính là ngươi 18 tuổi sinh nhật, đừng như vậy không vui." Cười một cái. Ngồi vào chỗ của dắt nhét cho Ronan một cái bình rượu, phóng khoáng đem cả một bình rượu tương rót vào trong cổ họng. "Đúng rồi Ronan." Sau khi uống hết rượu, dắt giống như nhớ ra điều gì đó, nhét tay vào trong ngực, vừa móc vừa nói. "Em nhớ anh từng nói, sinh nhật 18 tuổi phải ăn bánh ngọt." ước nguyện. Em tìm rất lâu, mới tìm được bánh ngọt, anh xem có đúng không? Nói xong, dắt lấy ra một cái bọc giấy da trâu, mở ra, lộ ra bên trong đã xẹp bánh ngọt. Ai hắc hắc hắc? Nhìn bánh ngọt đã xẹp, dắt ngượng ngùng vào đầu nói. Ronan thật ngại quá, ta làm hỏng rồi. Nhìn cái kia khô quát bánh ngọt, lại nhìn xem vô tâm vô phế, vào đầu sau cẩn thận hướng bánh ngọt thượng cắm nến dắt vốn thở dài qua đi, trong mắt Ronan tràn đầy vẻ mệt mỏi vô lực, chợt hiện ra một vòng lệ mang. Làm sao có thể cứ như vậy chết đi? Dù cho đối với chủ trưởng khảo thí chính thức thuyền viên hạ độc, ta cũng muốn sống sót, mang theo giác sống sót. Đừng đứng ngay ra đó. Giác thấp 18 ngọn nến, luôn miệng nói với Ronan. Mau mau mau, huynh đệ mau nhắm mắt lại, ước nguyện. Giác thúc dục bên trong, hạ quyết tâm, dù là hao hết thủ đoạn, cũng muốn mang giác sống sót Ronan, chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngay tại Ronan nhắm mắt lại chuẩn bị cầu nguyện trong nháy mắt, trong đầu đột nhiên vang vọng lên một đạo thanh âm hùng vĩ. Năng lượng dự trữ hoàn tất. Sách thợ săn đang kích hoạt. Chương 02 Sát lục tấn thăng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đạo này mênh mông vô ngần, trực tiếp trót vào Ronan trong đầu thanh âm, để Ronan nháy mắt trừng lớn hai mắt. Hệ thống Nội tâm Ronan như lật sông rồng vào dòng suối nhỏ. Hắn có loại như đọa mộng đẹp bình thường hoảng hốt cảm giác, vừa mới xuyên qua hải tặc thế giới, vô số lần nữa đêm mộng hồi, Ronan đều ảo tưởng chính mình có thể cùng trong tiểu thuyết thiên mệnh chi tử bình thường kích hoạt hệ thống. Nhưng, lần lượt tìm được đường sống trong chỗ chết, lần lượt dãy dụ dẫy chết lại rõ ràng nói cho hắn biết, ý nghĩ lúc trước của hắn có bao nhiêu buồn cười. Hiện tại, Ronan kinh không đúng cái gì hệ thống báo cái gì hy vọng, thầm nghĩ như thế nào mới có thể mang theo thiết khởi giác sống sót. Nhưng, hôm nay trong đầu kích động to lớn âm thanh, lại một lần nữa trêu chọc rô nàng tiếng lòng. Sách thợ săn mở khóa. Cụ hiện hóa trung. Cụ hiện hoàn tất. Cơ hồ ngay tại to lớn chi âm rơi xuống đất trong nháy mắt, rô nàng trước mắt xuất hiện một quyển nửa trong suốt. Chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy sáng kim thư tịch. Trên bìa sách màu vàng rực rỡ, dùng sợi tơ màu tím, phát họa ra bốn chữ to tống thể. Sách thợ săn Phía dưới bốn chữ là một đường gạch dưới màu đen, sống lưng thư tịch là một cây bút máy bán trong suốt màu bạc. Cùng lúc đó, một cổ cổ quái cảm giác mát mẻ, đột nhiên rót vào đại não của hắn, sau đó, phản phất tin tức nổ mạnh bình thường, vô số hình ảnh, vô số tin tức từ Ronan trong đầu quay cuồng hiện lên. Cơ hồ trong khoảnh khắc, Ronan liền hiểu được quyển này thợ săn chi thư sở hữu năng lực. Chỉ cần ở màu đen gạch dưới đường phía trên, dùng sáng màu bạc bút máy viết xuống săn dết thành quả, định ra săn dết mục tiêu, viết săn dết mục tiêu tình báo, đem dết chết, liền có thể thu hoạch săn dết thành quả. Săn dết thành quả bao gồm mà không giới hạn, kiếm thuật, thể thuật, thân thể cường độ, ác ma trái cây năng lực kinh nghiệm, khí phách kinh nghiệm. Ở viết xong săn dết thành quả về sau, chỉ cần tại sách săn dết, trang trên viết xuống săn dết mục tiêu tính danh, trong đầu xây dựng ra săn giết mục tiêu tướng mạo. Sau đó, liền có thể ở tính danh phía dưới, viết săn giết mục tiêu chính xác tình báo, chỗ viết tình báo lượng tin tức càng là tỉ mỉ trình độ, Ronan tự tay viết chết săn giết mục tiêu sau lấy được săn giết thành quả liền càng phong phú. Ngươi làm sao vậy? Giác phát hiện Ronan không thích hợp, vẻ mặt thân thiết hỏi. Chỉ là cảm giác có chút không thoải mái, giác bánh ngọt ngươi ăn trước, ta phải nghỉ ngơi một chút nhìn Ronan có chút hoảng hốt động tác, dắt đỡ lấy Ronan cánh tay. Không có việc gì, ta chính là có chút mệt mỏi, ngươi không cần lo lắng, ta nghỉ ngơi trong chốc lát là tốt rồi. Ronan lắc đầu, ông lấy súng thép xoay người hướng gian phòng của mình đi tới. Nhìn Ronan ôm súng thép có chút lão đảo thân ảnh, dắt quay đầu nhìn về phía trên vách tường bố cáo, ánh mắt hàm hậu chậm rãi bị lệ khí thay thế. Gió bắt như đau, gào thét không ngớt. Đêm đã khuya, trong ngục giam tụ tập hải tặc thực tập như sói cô độc tan cuộc trở về phòng tù nhân ăn cơm xong thì run lẩy bẩy cùng mình rơi vào giấc ngủ say chi nha hu chấm hu chấm hát o o đột nhiên nương theo tiếng xèo xèo mở cửa vang vọng gió lạnh như đao cuốn theo bông tuyết lạnh như băng rót vào nhà giam nhưng gió lạnh như cạo cốt thép đao nhưng không hề quấy nhiễu bảy tên tù phạm đang ngủ say đạp 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 tiếng bước chân vang vọng, rung rẩy trên bàn tay, dùng băng vải cuốn lấy dao găm Ronan, chậm rãi bước vào trong nhà giam. Rất tốt. Nhìn tù phạm ngủ say, Ronan dùng bàn tay run rẩy nắm chặt dao găm, mê dược rất có tác dụng, hy vọng đám cặn bã các ngươi có thể cho ta chút kinh hỉ. Nói xong, Ronan nhìn về phía lơ lửng giữa không trung phía trên màu vàng sáng sách thợ săn, giờ phút này sách thợ săn trên bìa màu đen vạch dưới phía trên, rõ ràng biểu hiện này hai cái tống thể chữ hán. Thể chất Răng rắc Ronan dùng không cánh tay, mở ra nhà giam cánh cửa. Albert, Anthony, treo giải thưởng 930 vạn Bailey, huyết đao hải tặc đoàn chiến đấu viên, thể chất kinh người đến cứng rắn kháng hạ 10 phát đạn chì, như cũ không chết, người thứ nhất chính là ngươi. Trong tiếng nỉ non, đôi mắt mãnh liệt Ronan, tiến lên trước một bước, mãnh liệt đem trên cánh tay mình dùng băng vải cuốn quanh cánh tay cục, từ dưới lên trên hung hăng hướng an bất Anthony cổ ầm ầm đâm tới. Phốc suy Mang theo lưỡi dao sắc bén của sương hoa đâm vào thịt, máu tươi bắn tung tóe một tay của Ronan. Xấu hổ chính là, dao găm lại vẹn vẹn chỉ đi vào một nửa, nếu không phải Ronan lòng bàn tay dao găm cuốn băng vải, lần này dao găm thậm chí sẽ rời tay. Ronan đối với cái này cũng không ngoài ý muốn, dù sao hải tặc thế giới thể chất trình độ, vốn là vượt quá tưởng tượng, huống hồ hắn hiện tại thân thể tình huống không thể lạc quan. Không có kéo dài, không để ý nhíu mày, Ronald rút ra dao găm nhanh chóng bổ đao. Liên tiếp 10 đao vào thịt, mới khiến cho Albert Anthony trong hôn mê hoàn toàn chết đi. Toàn bộ quá trình đến kết thúc, liền cùng vết gà đồng dạng, Ronald trên mặt không có chút nào tim đập nhanh. Rốt cuộc, làm lóc các hải tặc đoàn thực tập thuyền viên, một năm qua Ronan thế nhưng là giết người không ít. Albert, Anthony mất mạng trong nháy mắt, Ronan liền rõ ràng nhìn đến, từng cổ mảnh sau từ Albert, Anthony thi hài phía trên giật tán mà ra. Tinh vụn tràn tán, thờ săn chi thư vốn lẳng lặng lơ lửng màu vàng rực rỡ chợt chấn động, trong nháy mắt không tới, tinh vụn tràn tán kia liền bị thờ săn chi thư tất cả đều hấp thu. Ngay sau đó, một luồng năng lượng dư thừa ở mi tâm Ronan làm ngọn nguồn ngang nhiên lan tràn toàn thân trong khoảnh khắc ronan liền rõ ràng cảm giác được chính mình kia bởi vì nổ tung trái cây năng lực người tự bạo tổn thương đến thần kinh do đó không ngừng run rẩy cánh tay không đang run rẩy không chỉ là cánh tay không tại run rẩy tế bào thân thể của mình đều giống như ăn nhân sâm quả bình thường mỗi căn cơ bắp sợi mỗi một viên tế bào đều đang hân hoan nhảy nhót nhanh chóng trở nên mạnh mẽ ronan thấy rõ ràng tại thân thể mình tế bào nhanh chóng tăng cường đồng thời, bìa sách viết thể chất màu đen gạch dưới đường phía dưới, điều thứ hai một đầu hư vô màu đen gạch dưới đường chậm rãi hiện lên, cùng lúc đó, bìa sách thể chất phía sau, càng là chậm rãi hiện ra một cái ngôi sao năm cánh khung. Khủ 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 Ngay khi khung sao năm cánh hoàn toàn thành hình lấp đầy một phần tư, đường gạch dưới màu đen ngưng tụ hầu như không còn phân nữa. Ronan đột nhiên cảm giác, phổi một cổ cảm giác ngứa ngáy đánh úp lại, gần như là nhịn không được ho khang lên, phốc. Trong cơn ho khang kịch liệt, Ronan mạnh mẽ phun ra một ngụm, cuốn theo mảnh đạn kim loại tanh hôi mũ máu. Thông suốt, vẻn vẹn chỉ là một lần chém giết, Ronan bởi vì nổ tung trái cây năng lực tự bạo, do đó khảm nhập phổi mảnh đạn bị phun ra ngoài. Cảm giác thân thể của mình tình huống, chậm rãi ngẩng đầu Ronan, tràn đầy vẻ phấn khởi đôi mắt, nhìn về phía trong nhà giam còn lại sáu tên tù phạm, còn có sáu. Trong lúc nói chuyện, nắm thật chặt dao găm Ronan, liền bước ra Anthony lao tù, hướng về cái thứ hai tù phạm đi tới. Ánh đèn lờ mờ đem thân ảnh cầm đao của Ronan, kéo vào đêm tuyết. Dưới ánh tuyết trắng xóa chiếu rọi, bóng lưng cầm đao của Ronan lại tràn ra sát khí lạnh lẽo như địa ngục Tu La. Chương 03 Bốn tấn cự lực bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Răng rắc. Trong mắt lệ khí rực rỡ Ronan, liếc mắt bên trong trang sách đã sớm viết xong tình báo tư liệu, mở ra cái thứ hai nhà giam khóa cửa. Xoẹt. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, cầm trong tay lưỡi dao sắc bén Ronan, liền cùng vừa mới độc nhất vô nhị, vết gà bình thường ngang nhiên xuất thủ đem lòng bàn tay lưỡi dao sắc bén ngang nhiên hướng cương chủ y hải tạc đoàn chiến đấu viên Boger, Alan cổ đâm tới. Phốc suy lưỡi dao sắc bén đâm vào thịt, vô cùng trơn nhẵn đem da thịt xé rách, máu tươi đỏ tươi phun ra đồng thời, con dao găm sắc bén kia liền dọc theo cổ bút, ha lân, từ dưới lên trên quán nhập xương sọ. Một kích mất mạng. Ronan mi mắt khẽ nâng lên, màu vàng rực rỡ bìa mặt phía trên ở thể chất phía sau, nhanh chóng bổ sung không đến một lát liền hóa thành vững chắc. Phía dưới kia vẹn vẹn chỉ là thành hình non nửa đường gạch dưới, cũng ở trong nháy mắt thành hình mà ngay tại khung sao triệt để bổ sung xong trong nháy mắt, một cổ giống như bị tim tim ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve kỳ diệu cảm giác, từ Ronan trong lòng hiện lên. Khó có thể diễn tả thoải mái cảm giác hình thành, Ronan năm giác trong nháy mắt biến cực độ nhạy cảm. Cùng lúc đó, giống như vừa mới giết chết Anthony thời khắc mênh mông ôn nhuận dòng nước ấm, từ Ronan mi tâm chợt bộc phát, lan tràn mà ra trót vào tứ chi bách hài. Khoảnh khắc này, Ronan cảm giác, chính mình mỗi một căn xương cốt, mỗi một đầu kinh mạch, thậm chí mỗi một viên tế bào đều phản phất thân ở suối nước nóng bình thường, tô tô tê tê, thoải mái dị thường cảm giác, không khỏi để cho Ronan nhắm hai mắt lại. Bởi vì đẳng cấp tăng lên đột nhiên bạo tẩu ngũ giác, lại khiến cho đôi mắt nhắm chặt Ronan, mơ hồ khóa chặt nhà giam ngủ say năm tên tù phạm, cùng với nhìn đến nhà giam bên ngoài tàn sát bừa bãi gió tuyết. Bùm bùm bùm. Cùng lúc đó, Ronan thân thể truyền ra phản phất như pháo bình thường, nhỏ mật tiếng lách tách sau đó ronan nguyên bản gầy yếu thân thể thoáng trướng lên một vòng sau một lúc lâu ronan chậm rãi mở mắt trầm ngâm gần như mê say thoải mái a à. trong cảm khái ronan càng thêm tham lam tầm mắt rơi vào trong nhà giam như cũ thân ở trạng thái ngủ say còn lại năm tên tù phạm trên người mười phút sau đem nhà giam tù phạm tàn sát không còn ronan một bên chậm rãi cởi bỏ trên tay bị máu tươi xăm đầy băng vải một bên đem tầm mắt phóng ở thợ săn chi thư bìa mặt bên trên lúc này sách thợ săn màu vàng rực rỡ bìa thành quả săn dết ngoại trường ngay từ đầu thể chất bên ngoài nhiều ra hai hạng nội dung thể chất sức mạnh nhạy cảm nhìn trang bìa bên trên săn dết thành quả hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình trong nắm tay ẩn chứa lực lượng cường đại thật mạnh Vẽn vẹn chỉ là giết chết bảy tên từng chém giết qua hải quân trung úy hải tặc, liền để cho ta có được như vậy cường hãn lực lượng. Nếu như là lực lượng như vậy, hẳn là có thể để cho ta mang theo giác sống sót đi. Ở không có đối lập dưới tình huống, dù cho chiếm được lực lượng như thế, Ronan đối với thông qua khảo nghiệm, vẫn như cũ có chút không tự tin, quyết định đi thử một chút giờ phút này chính mình, có hay không nắm giữ lóc két hải tặc đoàn chính thức thuyền viên ngang hàng lực lượng. Bất quá, trước đó, chứng cứ giết chết tù nhân của ta phải tiêu hủy. Nói xong, Ronan bắt lấy đã sớm chuẩn bị tốt dầu lửa, hướng về phạm nhân chết hết nhà giam hung hăng vẫy đi qua. Gai mũi mùi dầu lửa tràn ngập mà lên trong nháy mắt, Ronan tháo xuống trên vách tường đuốc, hung hăng ném ở trong nhà giam. Bông. Trong nháy mắt pháo hoa màu cam tiếp xúc với dầu lửa trên mặt đất. Liền bùng lên ngọn lửa đầy trời, dưới lưỡi lửa đang cháy liếm lát, nhà giam bằng gỗ trong nháy mắt nổi lửa. Ở liệt diễm bị hải tặc đoàn thành viên cảm thấy trước đó, lưng mang cương thương, biệt lấy chế thức trường đao rô nang, sớm đón gió tuyết, bước vào đêm khuya không người sân huấn luyện. Với tư cách là băng hải tặc khổng lồ nhất thế giới hiện nay, địa bàn của băng hải tặc lóc rộng lớn, thành viên đông đảo. Vì thỏa mãn sở thích khác nhau, vô pháp vô thiên hải tặc đoàn thành viên sở thích, lóc két hải tặc đoàn dưới trướng trong địa bàn, thanh lâu, sông bạc, tử lâu, sân huấn luyện cái gì cần có đều có. Trong đó sân huấn luyện được Nam Nhi nhiệt huyết hoan nghênh nhất, số lượng chủng loại khí giới, thậm chí so với chi bộ hải quân cờ bộ câu hòa bình tung bay cũng không kém chút nào. Thậm chí bởi vì lóc két hải tạc đoàn chiếm cứ, có khoa học đảo danh xưng Ban kimô duyên cớ, lực lượng khảo nghiệm khí giới phương diện, lóc két hải tạc đoàn địa bàn sân huấn luyện thậm chí so với hải quân bản bộ còn muốn tiên tiến hơn liền giống như lúc này Ronan trước mắt quyền lực máy kiểm tra, chính là siêu việt hải quân bản bộ đời thứ 9 sản phẩm. Để thỏa mãn nhu cầu của thành viên khổng lồ hình đoàn thể hải tạc lóc, cổ máy kiểm tra sức mạnh này, cao chừng 3 mét, mặt trên khảm một cái đài quyền anh long thú dùng da lông loại hải vương bao bọc. Phía sau là một màn hình tinh thể lỏng cực kỳ hiện đại hóa. Hô! Nhìn trước mắt quyền lực máy kiểm tra, Ronan thật sâu thở ra một hơi lóc cơ hải tặc đoàn không tính thể thuật, kiếm thuật, vẹn vẹn chỉ là lực lượng phương diện đạt tiêu chuẩn là, so với hải quân bản bộ thiếu úy lực lượng kiểm tra cao hơn 500kg 1.500kg. Mà nguyên bản ta, dù là chưa từng bị thương, ăn hải tặc thế giới cả năm đồ ăn, lại trải qua đêm tận một năm rèn luyện, lực lượng mới kham nổi không quá 490kg. Không biết, hiện tại lực lượng đạt tới hai sao ta, có hay không có thể đạt tới lóc két đoạn hải tặc chính thức thành viên cơ bản quyền lực. Trong mắt Ronan, trong phấn khởi, xen lẫn thấp thỏm. Hắn hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, tự như trong nháy mắt, máy kiểm tra lực lượng trước mắt biến thành hải tặc hung lệ vung đao kiếm. Xoẹt. Nắm tay đột nhiên nắm chặt, bạo liệt quyền phong âm âm bộc phát. Năm ngón tay thu lại, nắm chặt tới cực hạn nắm đấm, tại Ronan căng thẳng cơ bắp thúc đẩy dưới, đụng nát trải rác bay xuống bông tuyết, hung hăng oanh kích tại kiểm tra máy quyền trên đài. Thình thịch. Trong nháy mắt nắm tay cùng võ đài bọc gia thú hải vương giao phanh, bông tuyết rơi lạ tả trên gia thú âm ầm chấn tán, mấy móc nặng nề cao tới 3 mét tự như nhẹ nhàng rung động một chút. Quyền hạ, ngẩng đầu, một hàng con số đỏ sẫm như máu tươi đập vào mắt Ronan. 3098 hít thở sâu một hơi, Ronan con ngươi trừng lớn, một ngụm mang theo bông tuyết khí lạnh, hít vào lòng ngực, nửa ngày mới phun ra một ngụm sương trắng. Ha! Ha ha! Ha ha ha! Ba nghìn kg! Kích động đến gần như khó có thể kiềm chế Ronan, nhìn không được cuồng tiếu ra tiếng. Ngay cả súc lực cũng chưa từng, vẻn vẹn chỉ là chợt ra quyền mà thôi, liền oanh ra vượt qua kiểm tra ngưỡng cửa đem hết 1.600 kg lực đạo, thậm chí so với hải tạc đoàn chính thức sơ cấp thành viên đều cao hơn 500 kg. Ở phương diện lực lượng, thuyền viên thực tập của hải tặc đoàn lóc thông qua kiểm tra chứng minh chưa từng kéo chân sau của hải tặc đoàn, thấp nhất cần đạt tới 1.500 kg quyền lực. 2.500 kg quyền lực mới có tư cách trở thành thành viên sơ cấp của hải tặc đoàn. 4.000 kg quyền lực cần thiết để bản bộ hải quân thăng chức thiếu tá là tiêu chuẩn thấp nhất để thành viên sơ cấp thăng lên thành viên trung cấp. Mà trở thành lóc cơ hải tạc đoàn, đi lên thuyền trưởng lóc két thuyền hạm thành viên cao cấp, thì thấp nhất cần một vạn kg quyền lực, hơn nữa cần bước đầu nắm giữ tam sát khí phách bên trong một hạng. Mà cao hơn, trực thuộc vào một trong mấy trăm đội trưởng do lóc quản lý. Căn cứ vào truyền thuyết, bọn họ thấp nhất cần quyền lực sáu con số trở lên, hơn nữa cần linh hoạt nắm giữ hai hạng mục trong tam sát khí phách, hoặc là ăn hết trân bảo ác ma quả của biển rộng. Lóc cơ hải tạc đoàn đội trưởng tại lóc két hải tặc đoàn thấp nhất cũng là có được một mình khống chế một chiếc hải tặc thuyền, có được một mình ra ngoài cướp bóc quyền lợi tồn tại. Đây còn không phải ta cực hạn quyền lực, nếu là ta sút đầy lực đạo, cũng dùng ra tại lóc két hải tặc đoàn thời gian một năm, học được phát lực kỹ xảo, ta có hay không có thể đến trung cấp thành viên 4.000 cân quyền lực. Ronan nội tâm kích động không dễ, con ngươi bởi vì phấn khởi do đó trở nên thoáng đỏ lên. Hít sâu một hơi, Ronan nhắm hai mắt lại, giãn ra thân thể, toàn thân trên dưới cực độ thả lỏng, sau đó y theo từ lóc két hải tặc đoàn học được phát lực kỹ xảo, điều động toàn thân dưới mỗi một khối cơ bắp lực lượng. Giây tiếp theo, Ronald đột nhiên mở hai đồng tử ra, chân trước chân sau trừng đem chính mình xúc đầy lực đạo nắm đấm, hung hăng hướng phía trước quyền lực máy kiểm tra oanh tới. Thình thịch Trong trung động kịch liệt, trên màn hình máy kiểm tra dừng ở con số 3098, đột nhiên biến hóa, cuối cùng dừng lại ở 4.500. Vượt qua hải tặc đoàn trung cấp thành viên, gần 500 kg 4.500 kg. Ronan toàn thân đều ở rất nhỏ rung rẩy, hô hấp dồn dập cực lực áp chế kích động tâm tư. Dựa theo tiêu chuẩn khảo nghiệm của đoàn hải tặc Locket năm ngoái, một quyền đánh ra 4.000 kg lực đạo, liền có tư cách trở thành thành viên trung cấp. Tuy rằng vẫn không có quyền lợi đối mặt với lốc nhưng ở hòn đảo này coi như là nhân vật nổi tiếng. Rốt cuộc, điều này đã bị băng hải tặc Locker chinh phục sớm nhất, hiện tại trực tiếp bị cải tạo thành hải tặc đóng quân trên đảo giam giữ. Đại đa số đều là chút chiến đấu bị thương quá nặng, rất khó thông qua hàng năm kiểm tra thực tập thuyền viên, liền thông qua kiểm tra ngưỡng cửa chuẩn chính thức thành viên đều không có mấy cái, quyền lực đến 2.500 kg sơ cấp thành viên cơ hồ một cái đều không có, trung cấp thành viên càng là căn bản không tồn tại. Chương 04 Đăng Lâm tuyệt đỉnh giả vọng bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Nhìn con số trên máy kiểm tra quyền lực, trong đôi mắt đỏ thẫm của Ronan, kích động, phấn khởi, chua xót. Đủ loại sắc thái phản phất như mở phường nhùm luân phiên trình diễn. Không đến một đêm, 4.500 kg quyền lực. Dù cho đây vẻn vẹn chỉ là thân thể cự lực quyền lực, cần Ronan xuất lực mấy chục giây, không cách nào khiến cho Ronan cùng đẳng cấp khống chế kiếm đạo, tồn tại khí phách chính diện chống lại. Ronan nội tâm như cũ tràn ngập hy vọng, cái kia bị một năm dẫy dụ liều mạng, do đó gần như tiêu hao hầu như không còn giả vọng, cũng giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ, từng giọt từng giọt nhanh chóng khôi phục. Vẹn vẹn chỉ là tự tay giết chết bảy tên tội phạm, liền để cho ta có được 4.500 kg quyền lực, như vậy nếu là ta đem cả tòa ngục giam đảo tội phạm toàn bộ sự quyết đâu? Ta có thể trở nên cường đại cỡ nào? nắm giữ săn dết liền có thể cường đại tự thân thợ săn chi thư rô không chút hoài nghi tại cái này thả đầy tù phạm hòn đảo bên trong chỉ cần cho mình đầy đủ thời gian chính mình liền có thể đăng lâm tuyệt đỉnh hô thật sâu phun ra một ngụm trọc khí rô chậm rãi bình phục tâm tình của mình vuốt trên lưng mình súng thép nỉ non mở miệng xem ra ta cần lên kế hoạch một chút vị trí chủ trưởng mục giam đảo rồi trong lúc suy tư trong đôi mắt che kín giả vọng rô liền lưng đeo súng thép từng bước từng bước kiên định hướng về chỗ ở của mình chậm rãi đi về phía trước ngay tại ronan rời đi đồng thời một nhóm thương nhân giá nhận đầy hàng hóa xe ngựa nghiền nát tuyết động chậm rãi đi tới nhìn thấy lưng đeo súng thép ronan trên xe ngựa thương nhân mặt mũi tràn đầy cười chào hỏi một tiếng ronan tiểu ca buổi tối tốt lành a ronan lúc này trong đầu đang suy tư làm sao mới có thể đem ngục giam đảo chủ trưởng vị trí mưu đồ tới tay căn bản không có nghe được thanh âm này, cũng không quay đầu lại rời đi. Ronald thân ảnh biến mất ở trong gió tuyết, thương nhân bên người phu nhân của nàng vẻ mặt khinh thường nói, bị lưu đầy ở ngục giam đảo rác rưởi thực tập thuyền viên mà thôi, còn dám kiêu ngạo như vậy. Thương nhân trừng mắt nhìn nàng một cái nói, nói như thế nào? Nơi này chính là địa bàn của băng hải tặc lóc két. Phụ nhân vẻ mặt không cho là đúng nói, ngươi sợ cái gì? chúng ta đều ở lóc két hải tặc đoàn khống chế trên hòn đảo làm ăn lóc két hải tặc đoàn thành viên chính thức chúng ta không thể trêu vào nhưng một cái nho nhỏ bị thương bị lưu tới lóc đoàn hải tặc thực tập thuyền viên thực tập nghĩa trang rác rưởi thuyền viên thực tập chúng ta còn sợ hắn hay sao thương nhân liếc nàng một cái cho dù như vậy hắn cũng là người của băng hải tặc lóc két cha ngươi đừng sợ lại cho ta một đoạn thời gian ta liền có thể có được lóc két hải tặc đoàn chuẩn chính thức thành viên lực lượng. Thương nhân lời nói còn chưa nói hết, liền bị một đạo thanh âm cắt đứt. Thương nhân hai mắt sáng ngời, vẻ mặt kinh hỉ nói, nhanh như vậy, nhi tử ngươi liền có nắm chắc. Từ phía sau xe ngựa thò đầu ra nam nhân tự hào ứng ngực nói, ta hiện tại đã có hơn 1.400 kg quyền lực, rất nhanh có thể đến 1.500 kg. Nếu ngài không tin, bây giờ tôi sẽ cho ngài xem nhìn cha mẹ mình vẽ mặt kinh hỉ, nam tử trực tiếp nhảy ra khỏi xe ngựa hăng hái bừng bừng đi tới trước mặt máy kiểm tra toàn lực của sân huấn luyện. vừa mới chuẩn bị vung quyền, lại thấy được con số đỏ tươi trên máy kiểm tra. T, nguyên bản muốn hướng cha mẹ mình khoe khoan vũ lực nam tử, nhất thời hít ngược một ngụm khí lạnh. theo con trai mình ánh mắt nhìn lại, thương nhân vợ chồng nhất thời kinh không thành tiếng. Ta, ta, ta không có nhìn lầm đi năm trăm cân. Cái này, cái này, cái này được xưng là lóc két hải tặc đoàn thực tập thuyền viên mộ địa ngục giam đảo, lại có được như vậy cường hãn tồn tại. Cốc cốc. Nghe phụ thân mình kinh hô, nam tử nuốt một ngụm nước miếng nỉ non mở miệng. Căn cứ trên màn hình này con số độ sáng đến xem, nói cách khác, như vậy quyền lực là tại một phút đồng hồ trước sau bị đánh ra. Nói cách khác. Là tên vừa rồi là tiểu ca Ronan. Ba người trong nháy mắt xác định, đánh ra lực đạo như vậy tồn tại, dù sao, phương nhãn bốn phía vẻn vẹn chỉ có Ronan vừa mới xuất hiện qua. Khoảnh khắc, phụ nhân bên cạnh thương nhân liền chân mềm nhũng tựa vào trên người thương nhân, đêm tuyết gió bắt như đau, trán của nàng lại thấm ra mồ hôi to như hạt đậu, hắn hắn hắn. Hắn hẳn là còn không có 20 tuổi đi. Thương nhân vẻ mặt kinh hãi, đỡ lấy vợ mình nỉ non mở miệng. Ta nhớ rõ Ronan tiểu ca tuổi là hơn 17 tuổi. Con trai thương gia kêu lên, so với ta nhỏ hơn 6 tuổi, liền đánh ra lóc két hải tặc đoàn trung cấp thành viên trở lên quyền lực. Nếu để cho nó lớn lên, hắn sẽ khủng bố cỡ nào a? À? Phụ nhân ngược lại hít một ngụm khí lạnh, nàng bị chính mình trượng phu nhi tử nói chuyện với nhau cho hù dọa, càng đáng sợ chính là, phụ nhân hiểu được loại quái vật này giống như tồn tại, ngũ giác so với thường nhân càng thêm nhạy bén. Như vậy, chính mình vừa rồi trào phúng, có phải hay không đã bị hắn nghe được? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Phụ nhân mặt mũi tràn đầy đau thương nhìn về phía trượng phu của mình, đắc tội một tôn năm ấy mới 17 tuổi liền có được lóc két hải tạc đoàn trung cấp thành viên quyền lực tồn tại, đối phương nếu là truy cứu lời nói. Không chỉ có mình, trượng phu của mình, nhi tử của mình đều xui xẻo a. À. Thương nhân mặt mũi trắng bệch, vẻ mặt không tự tin mở miệng, e rốt hải tặc đoàn thành viên hung lệ trình độ, nếu quả thật bị hắn nghe được, chúng ta vừa rồi cũng đã chơi xong. Lời này chính mình cũng không tin thương nhân, lời nói vừa lên liền chuyển đề tài nhanh chóng nói, để an toàn, chúng ta vẫn là rời khỏi ngục giam đảo đi. Đúng vậy. Rời đi. Hy vọng thương thuyền còn chưa lái đi. Một nhà ba người không dám dừng lại, lời còn chưa dứt, liền điều chuyển xe ngựa, hướng tới cảng ngục giam đảo nhanh chóng tiến lên mà trở về chỗ ở ronan bên này tại nhìn thấy cánh cửa trong nháy mắt dừng lại huynh đệ ngươi đã trở lại dắt toàn thân chất đầy tuyết động chấp mũi treo đầy băng nhếch miệng cười nói rơi xuống mảng lớn tuyết động rõ ràng dắt đã chờ đợi cô từ rất lâu chương không năm giá trị 5 triệu ly tử hình quyền hành bạn đang nghe tại truyện chấm audio ba ba ronan tiến lên giơ tay đem tuyết động chất đầy trên người dắt đập rơi, ta không trở về, ngươi sẽ không tự mình mở cửa sao? Về việc này, giác ngây ngô vào đầu cười. Ronan bật cười lắc đầu, mở ra cánh cửa, mở ra ấm đun pha một chén lớn trà nóng đưa cho dắt uống chén trà nóng, làm ấm người. Nhìn thời khắc trót trà, bàn tay vững vàng như thái sơn Ronan, dắt trong đôi mắt hiện lên một vòng dị sắc, gấp giọng nói. Huynh đệ, tay của ngươi một tay bưng chén trà Ronan, nhìn mũi còn sót lại này băng lăn dắt trong vội vàng tràn ngập phấn khởi vẻ mặt khóe miệng Ronan nhếch lên lộ ra một nụ cười nói được rồi ngươi yên tâm lần kiểm tra này huynh đệ ta nhất định có thể thông qua bàn tay trống rỗng vỗ vỗ bả vai dắt nội tâm tràn đầy cảm khái mặc dù chỉ hợp tác với dắt trong thời gian ngắn ngủi không đến ba tháng nhưng tại thiết cùng huyết chém dết chiến trường bị đối phương cứu súng mấy lần tánh mạng Ronan, lại dị thường tin tưởng chính mình cái chân này bị nổ tung chấn gãy, như cũ không buông ra tàn phá kiếm thuẫn che chở chính mình hàm hậu đồng bạn. Thật tốt quá! Một chút không quan tâm Ronan là như thế nào khôi phục giác, vẻ mặt kích động mừng rỡ mở miệng, thật tốt khi cậu hồi phục. Vốn ta còn nghĩ nếu là Ronan ngươi không thông qua khảo nghiệm, ta liền tìm đầu thuyền mang theo ngươi đào tẩu. Ngươi là đồ ngốc sao? Ngục giam đảo xung quanh thế nhưng là hải vương loại sao huyệt không gió vành đai, nếu là không có thực lực cường hãn tồn tại dẫn đường, liền ta và ngươi ra biển không phải đang muốn chết sao? Tuy nhiên, tuy nói Ronan trong miệng phun tàu, nhưng, nghe được ngay cả chân đều gãy dắt lời nói như thế, Ronan trong đôi mắt lại hiện đầy cảm động. Dắt! Ta thề, nhất định mang theo ngươi tại cái này cứ cho bình thường thời đại sống sót, hảo hảo sống sót. Tất nhiên rồi. Ronan cũng chưa từng nói lời này hướng dắt nói ra, nguyên nhân rất đơn giản, loại chuyện này dựa vào không phải lời nói, mà là hành động. Đêm, càng sâu, tuyết dạ bởi vì lo lắng Ronan, ở cửa hắn đợi Ronan hơn nửa ngày dắt, cười ngây ngô uống xong nước trà sau. Liền vẻ mặt thoải mái đón gió tuyết như đau, rời đi Ronan chỗ ở. Nhìn khập khiển, biến mất ở trong gió tuyết dắt, Ronan trong đôi mắt phản phất như lửa cháy lan ra đồng cỏ giả vọng, càng thêm tràn đầy tuy rằng 4.500 kg quyền lực đã đủ cho ta thông qua khảo nghiệm rồi. Ronan hít sâu một hơi, nói. Nhưng, nếu là muốn mang theo chân bị chấn què dắt cùng nhau sống sót, như vậy lực lượng vẫn là quá mức yếu ớt a. À? Ronan hiểu được, nếu là muốn cho què chân dắt, thông qua ngày mốt chiến lực khảo nghiệm, ngoại trừ để cho hắn ăn xuống biển rộng trân bảo ác ma bên ngoài. Cũng chỉ có chính mình xử lý ngày mốt đến đây chủ trưởng kiểm tra lóc két hải tặc đoàn thành viên chính thức kế thừa hắn sở hữu hết thảy chính mình trở thành chủ trưởng kiểm tra tuy nói ronan quyền lực tại hai sao rưỡi cấp độ thể chất gia tăng dưới đã vượt qua hải tạc đoàn trung cấp thành viên ngưỡng cửa nhưng vấn đề ở chỗ vẽn vẹn chỉ là tố chất thân thể đạt tiêu chuẩn cùng nó đồng bộ thể thuật kiếm thuật lại không có được ronan nội tâm rõ ràng minh bạch giờ phút này chính mình đối mặt có thể linh hoạt ứng dụng thể thuật kiếm thuật kiểm tra chủ trưởng chỉ có thể bị động chịu đòn, căn bản không cách nào tại đối phương toàn thần đề phòng dưới, giết chết đối phương. Ta cần càng nhiều thành quả săn giết. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Lời nói rơi xuống đất, năm ngón tay thu lại, nắm chặt thành quyền Ronan, liền từ chỗ ở của mình bên trong, cầm lên một cái màu đen rương da, đón gió tuyết, hướng khoảng cách chỗ ở của mình bên ngoài 3 km khổng lồ kiến trúc dậm chân tiến lên. Nhà này khổng lồ kiến trúc là Ronan biết được ngục giam đảo chữ giáp khu vực duy nhất bày ở bên ngoài lốc két hải tặc đoàn chính thức chỗ ở của thành viên. Mặc dù tên này là Anthony G. Colin Nam Nhân, vẻn vẹn chỉ là cái có được 2.500 kg quyền lực sơ cấp nhất thành viên chính thức. Nhưng, nhưng lại có được, ngục giam đảo giáp từ khu vực, vũ lực, tài chính, nhân sự bổ nhiệm các loại quyền lợi. Mà Ronan muốn nhanh chóng tăng lên lực lượng của mình, trong tay hắn nắm trong tay, ngục giam đảo chữ giáp khu vực phạm nhân tin tức tình báo là tất không thể thiếu. Ba ba. Đến cái này bởi vì tàn sát bừa bãi gió lạnh, do đó băng lạnh vô cùng cánh cửa trong nháy mắt, sách theo rương gia Ronan, liền giơ tay gõ vang Anthony G. Colin chỗ ở cánh cửa. Một lúc lâu sau, trong lòng bàn tay màu đen rương gia biến mất vô tung Ronan, bị một cái dáng người khôi ngô, vẻ mặt tươi cười ông hai cái quần áo đơn sơ xinh đẹp thiếu nữ, ngục giam đảo chữ giáp khu vực bên ngoài duy nhất chính thức thành viên Anthony G. Colin đưa ra. Ha 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 ha. Trong tiếng cười to, ông ấp Mỹ lệ thiếu nữ Anthony G. Colin, giơ tay vỗ vỗ Ronald bả vai, vẻ mặt hài lòng mở miệng, Ronald huynh đệ, ngươi đủ ý tứ làm ca ca cũng sẽ không keo kiệt. Yêu cầu của ngươi, ngươi làm ca ca sẽ toàn lực thỏa mãn ngươi. Nói tới đây, Anthony G. Colin vẻ mặt tàn nhẫn nói. Ngươi nói rất đúng, bị lóc két thuyền trưởng ủy thác trọng trách chúng ta có chức trách, để những kia dám can đảm cùng ta đại lóc két hải tặc đoàn giao chiến tạp chủng hải tặc, từ nội tâm kính trọng chúng ta đại lóc két hải tặc đoàn. Nói xong, Anthony di Colin đem một khối khắc họa lóc cơ đoàn hải tặc cờ xí sắt thép thiết huy đưa cho Ronan, vẻ mặt thâm ý mở miệng, anh Ronan. Kaka nắm giữ khu vực xử hình quyền, làm Kaka liền giao cho ngươi. Ngươi có thể nhớ rõ ràng, những thứ kia đối với chúng ta đại lóc két hải tặc đoàn không chút kính ý tạp chủng, căn bản không xứng sống trên thế giới này. Nghe Anthony Higgy, Colin gần như rõ ràng lời nói, Ronan nỉ non mở miệng, 500 vạn ba ly này, giá trị của hoa a. Vâng. Ở 500 vạn bay ly làm môi dưới tình huống, Ronan rất là dễ dàng liền chiếm được chính mình muốn tin tức tình báo. Không chỉ vậy, Ronan còn lấy ngục giam đảo thay vì nuôi những thứ này dám can đảm bảo phạm lóc két hải tạc đoàn tạp chủng, không bằng giết chết đối phương, đem nguyên bản dùng để nuôi sống bọn họ vật tư, cải thiện trên đảo thành viên sinh hoạt tiêu chuẩn lý do. Thành công đã khơi dậy lòng tham của Anthony G. Colin. Muốn ăn tội phạm lương khống Colin, rất là dễ dàng liền đem xử hình chữ giáp khu vực tội phạm quyền lực, giao cho Ronan, cũng rõ ràng Ronan, mau chóng, rất nhiều lượng giết chết chữ giáp khu vực tội phạm chương không cùng kim sư tử quyết đấu mà không chết tù phạm bạn đang nghe tại truyện chấm audio rầm rầm lạp nương theo trang sách bị lật động thanh âm vang vọng trở về chỗ ở ronan lật xem lên từ anthony g colin trong tay thu hoạch lớn nhất bảo vật thông tin về tất cả tù nhân trong khu vực chữ a đập vào trang thứ nhất đôi mắt ronan liền phát ra tinh mang sáng chói tên thật Victor F. Truman giới tính nam giải thưởng 240 triệu pele xuất thân. Biển đông mạnh nhất trong nửa đầu của con đường vĩ đại, vương quốc Humengon dài chiều cao 259 cm 4 năm trước cự tuyệt lời mời của cán bộ tối cao Kim sư tử sử cơ đại nhân, sử cơ đại nhân nổi giận, ngang nhiên ra tay, kịch chiến nửa canh giờ, Victor F. đổ lộ môn thân kiếm bị bẻ gãy, kinh mạch đức từng khúc bị sử cơ đại nhân bắt giữ nếu như ta nhớ không lầm, 4 năm trước Kim Sư Tử Sử Cơ đã đạt được phiêu phiêu quả quả gần 7 năm. Có thể cùng nắm giữ phiêu phiêu quả quả gần 7 năm, quái vật giống như Kim Sư Tử chính diện giao phong nửa canh giờ mà không chết. Tên này, rất mạnh a. À. Thời đại bùng nổ này, hải quân treo giải thưởng cho hải tặc, không thể nghi ngờ so với thời đại hải tặc trô dơ nhất lên càng thêm chắc chắn. Ít nhất là một chút. Đời sau treo giải thưởng 500 triệu ba ly trở xuống hải tặc, căn bản gánh không nổi đầu lâu còn chưa từng khảm nhập bánh lái thuyền sư tử vàng sử cơ nửa canh giờ điên cùng oanh tạc tham lam nhìn tư liệu của đối phương trong đôi mắt ronald tràn đầy tham lam nỉ non mở miệng nếu như ta đem này có thể cùng kim sư tử sử cơ kịch chiến nửa canh giờ gia hỏa tự tay sử hình ta có thể trở nên mạnh mẽ đến loại tình trạng nào vương nghĩ tới tự tay sử hình cường giả như vậy có khả năng đạt được à săn dết thành quả ronald run rẩy đánh cái lạnh run Ronan tuyệt đối tin tưởng, đạt được như vậy săn dết thành quả chính mình, tuyệt đối có thể hoàn thành mục tiêu của mình. Mang theo giác hảo hảo sống sót. Tuy nhiên, nhìn cái kia trôi nổi ở trước mắt mình, thợ săn chi thư, bìa trên, vẹn vẹn chỉ có ba hạng săn dết thành quả. Rất nhanh, Ronan đem chính mình nội tâm kích động kiềm chế đi xuống, căn cứ vào tư liệu, cường giả tên Victor S. Truman này am hiểu khí phách và kiếm đạo. Mà ta bây giờ, thì vẹn vẹn chỉ ở sách thờ săn, bìa, viết xuống có liên quan tố chất thân thể thành quả săn dết mà thôi. Dưới tình huống như vậy, ta nếu là giết chết hắn, không thể nghi ngờ sẽ bỏ qua này trân quý nhất kiếm đạo cùng vũ trang sắc khí phách kinh nghiệm. Sách săn dết hiệu quả tuy rằng cường đại, nhưng, nhưng cũng có hạn chế. Trong đó hạn chế lớn nhất chính là, giết chết đối phương về sau, chỉ có thể đạt được tại ở sách thờ săn, bìa mặt bên trên viết tốt thành quả chưa từng viết xuống thành quả, dù là bị săn giết người có được, Ronan cũng không cách nào thu hoạch. Hô! Ronan thở ra một hơi, đem nội tâm sao động của mình bình phục lại. Vì lợi ích tối đa, trước khi viết, kinh nghiệm kiếm thuật, kinh nghiệm khí phách vũ trang, tôi không thể giết hắn. Hiện tại, ta chủ yếu nhất xử hình mục tiêu là, tại thể chất, lực lượng, linh mẫn cái này ba hạng chỉ tiêu thượng, có nổi bật biểu hiện tù phạm. Ta cần mau chóng đem thể chất tăng lên tới, có thể để cho ta tại hang tờ chi thư, bìa mặt, viết xuống hai hạng, thành quả săn dết, bốn khỏa. Nhân tiện, Ronald nhìn thoáng qua, tư liệu trên hình ảnh vẽ mặt khí phách cầm trong tay trường kiếm cùng kim sư tử xét rằng có Victor F. Truman, nỉ non mở miệng, chỉ còn một sao rưỡi. Xem ra tối nay phải tăng ca rồi. Ngay tại Ronald đối chiếu tư liệu, tại chính mình ở sách săn dết, bên trên viết mục tiêu tỉ mỉ tình báo thời khắc. Blue. Blue. Vừa mới cùng Ronan giao dịch xong, chuẩn bị cùng chính mình trong ngực mỹ muội, An nghỉ nghỉ ngơi Anthony Di, Colin bên tai vang lên điện thoại trùng tiếng vang, Colin nghe được tiếng côn trùng điện thoại, nhìn hình tượng côn trùng điện thoại biến hóa mà thành, sau khi ném cô gái xinh đẹp trong lòng ra ngoài cửa, mới cung kính nhận điện thoại. Đội trưởng, ngài có phân phó gì không? Rất hiển nhiên, giờ phút này cùng Colin trò chuyện, chính là hắn chưa từng bị thương lưu đầy tới ngục giam đảo trước, đi theo lóc cơ hải Tặc đoàn đội trưởng chính thức thành viên. Colin, cậu phụ trách khu vực chữ giáp, có một thuyền viên thực tập tên là Ronan đúng không? Cho tôi thấy anh ta và bạn tôi không muốn thấy anh ta rời đi cho đến khi anh ta hoàn thành bài kiểm tra. Anthony Higgy, Colin cùng lóc két hải Tặc đoàn đội trưởng cấp chính thức thành viên trò chuyện thời điểm, dĩ nhiên đem mục tiêu tin tức tình báo, ghi chép tại ạ à thờ săn chi thư, trang sách phía trên rô Còn lại là, lưng đeo cương thương, cầm lấy thiết huy chứng minh quyền hành xử hình nhân, nhất chân cất bước bước vào trong gió tuyết. Cùng trước đó không lâu, đánh chết bảy tên tội phạm thời khắc, hạ mê dược, xử lý dấu vết cẩn thận từng ly từng tí bất đồng. Lâm Huyền lúc này có được quyền hành xử phạt. Trực tiếp hướng thuyền viên thực tập trong coi nhà giam, đưa ra quyền hành xử hình. Sau đó, không nói nhảm giơ súng lên, hướng mục tiêu trong nhà giam bóp cò. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Liên tiếp, tám tiếng súng nổ tung. Tám điều bởi vì đủ loại nguyên nhân, bị nhốt ở ngục giam đảo bên trong phạm nhân, liền tại Ronan kích phát mà ra chỉ đạn hạ mất mạng hoàn tuyền. Không chút do dự, gọn gàng lưu loát. À, cái này. Dù là trong coi nhà giam thực tập thành viên, cũng coi như đã quen sinh tử như cũ bị Ronan lấy một câu cũng không nói, liền trực tiếp nổ súng giết người hành vi cho trấn trụ. Nhận, chủ quản khu vực chữ giáp, Anthony G. Colin Đại Nhân ra lệnh. Xử hình xong, vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, Ronan lên tiếng. Đến đây xử hình. Lời nói rơi xuống đất, Ronan liếc mắt một cái, thợ săn chi sách bìa sách, tại mảnh sao bên trong minh diệt lóe ra ngôi sao năm cánh, liền ngựa không dừng vó chuẩn bị xoay người xuất môn chạy tới tiếp theo một chỗ nhà giam. Nhưng, trong nháy mắt Ronan xoay người, Ronan ngây ngẩn cả người. Bởi vì, ngay vào lúc này, Ronan rõ ràng nhìn thấy, cái kia đem tất cả mảnh sao tất cả đều thu nạp ngôi sao năm cánh khung hoàn toàn ngưng thực. Mà ngay trong nháy mắt ngủ giác khung hoàn toàn ngưng tụ. Một cổ khủng bố đến so với hai lần trước thực tinh ngưng tụ thời khắc, cộng lại đều muốn mênh mông gấp mấy lần khủng bố dòng nước ấm từ Ronan mi tâm bộc phát ra. Chương 7 Tam tinh, phạt mau tẩy tuỷ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Xoe Cảm giác được mi tâm mênh mông dòng nước ấm trong nháy mắt, lưng đeo súng thép Ronan liền nhất chân cất bước, tại thực tập thuyền viên mộng bức dưới ánh mắt, rất nhanh nhảy vào trong đêm tuyết. Thình thịch Thình thịch Thình thịch Cấp tốc tiến lên trung, Ronan tim đập chợt gia tốc. Tăng tốc trái tim đang đập, đem một lượng lớn máu tươi nóng hổi bơm lên toàn thân sau đó dòng nước ấm vốn là nhiệt độ thích hợp liền đột nhiên ấm lên hóa thành nóng bỏng dòng nước nóng từ mi tâm tổ khiếu lan tràn mà ra dọc theo cột sống đại long dung nhập mạch máu xuyên qua toàn thân xoẹt 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 nhiệt lưu nóng bỏng dọc theo tứ chi bách hài xuyên qua toàn thân ronan gió bắt gào thét trong đêm tuyết ronan bên ngoài lỗ chân lông lại phun ra một cổ màu trắng ngà hơi nước. Toàn thân tản mát ra sóng nhiệt bức người Ronan trong cơ thể, một cổ tô tô tê dại ngứa ngáy cảm giác, tại toàn thân nảy sinh. Trong nháy mắt này, hắn rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình mỗi một khối xương cốt, mỗi một căn cơ bắp, thậm chí mỗi một viên tế bào đều tự như đang tắm lửa sống lại, vô cùng nóng bỏng. Ngay lúc này, Ronan bên ngoài lỗ chân lông phun ra hơi nước màu trắng ngà, bị nhiễm lên điểm điểm đỏ tươi sau đó, một cổ mùi hôi thối, rót vào trong xoan mũi Ronan. Tập trung nhìn lại, Ronan rõ ràng nhìn thấy, nương theo hơi nước phun trào, chính mình bên ngoài lỗ chân lông tràn ra nhẹ nhẹ từng sợi trộn lẫn đậm màu đen dơ bẩn tơ máu. Tuy nhiên, tuy nói chính mình lỗ chân lông tràn ra vết máu, Ronan lại không chút nào cảm thấy khó chịu, ngược lại hắn rõ ràng cảm giác được, thân thể của mình tự như đột nhiên nhẹ đi mấy chục kg bình thường. Ngoài trừ mùi vị có chút khó ngửi toàn thân thoải mái khí sản thần thanh thông suốt tại thể chất viên thứ ba thực tinh triệt để ngưng tụ khoảnh khắc ronan thể chất chặt lông tẩy tủy bình thường đã xảy ra biến hóa về chất nhiệt lưu tiêu tán thở dài một hơi dừng lại bước chân ronan nhẹ nhàng nắm tay cảm giác nắm đấm bên trong hàm chứa mênh mông lực đạo thể chất đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất lấy ta hiện tại thể chất ta thậm chí có loại cùng 10 cái trước đó ta liều mạng chém giết đều có thể dễ dàng thắng chi cảm giác ronan ngẩng đầu liếc mắt nhìn giờ phút này thể chất viên thứ ba thực tinh phía sau dĩ nhiên ngưng tụ ra một góc tinh khung cùng với dĩ nhiên khoảng cách ba viên thực tinh còn có một góc tinh khung lực lượng cùng linh mẫn cũng không biết lực lượng cùng linh mẫn sau khi ba khỏa thực tinh hoàn toàn ngưng tụ có thể cùng thể chất sinh ra biến hóa như thế hay không nhân tiện đề bút ở sách thợ săn trang bìa mới ngưng tụ màu đen gạch dưới trên viết ra kiếm đạo hai chữ ronan khẽ nhíu mày nói bất quá tuy nói ba khỏa thực tinh đốn lông tẩy tủy cho ta kinh hỷ rất lớn nhưng tám tên tù phạm này bất luận là treo giải thưởng hay là chiến tích đều mạnh hơn bảy tên tù phạm trước nửa trù cho ta thành quả săn giết lại yếu hơn gấp đôi so với dự đoán của ta xem ra nếu muốn tăng lên tới bốn viên thực tinh ta cần thêm vài tên tù phạm ở trên sách thợ săn ngay tại cả người hôi thối ronan trở lại chỗ ở thanh lý tự thân giờ bẩn thời khắc vừa mới cúp điện thoại trùng Anthony Di Colin bên này, thì dĩ nhiên phái ra nhân thủ, giám thị Ronan nhất cử nhất động. Đại nhân, Ronan sau khi xử quyết tám tên tù phạm, liền ngựa không dừng vó trở lại chỗ ở. Chưa đầy ba phút, Ronan lại đeo súng xuất phát. Lần này, Ronan tổng cộng xử tử 13 tên tù phạm. Nghe thủ hạ báo cáo, trên miệng treo điếu xì gà Anthony Di Colin. Nhẹ nhàng vỗ vỗ bên tay màu đen rương da, chưa đầy 30 phút đã xử quyết 45 phạm nhân. Tận tâm tận lực như thế, đích thật là một con chó tốt. Nhưng đáng tiếc là làm chó nên có ánh mắt. Bất quá chỉ là một thành viên thực tập nho nhỏ mà thôi, liền dám hướng bằng hữu cấp đội trưởng sổ bậy bà. Tên chó dữ này, ta cũng có chút sợ hãi a. À? Đại nhân, ý của ngài là? Anthony Di Colin vừa dứt lời, vừa mới hướng hắn báo cáo tình huống thực tập thuyền viên liền đôi mắt mãnh liệt làm một cái cắt cổ động tác, ý tôi là sao? Anthony Di, hút một điếu xì gà. Ta một người tàn phế, có thể thú vị, ta cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm được. Bất quá. Một cái chó sủa chó dữ mà thôi, chẳng lẽ còn cần để đội trưởng cấp tồn tại lao tâm phí sức sao? Nhân tiện, Anthony Di, Colin liếc mắt một cái, vẻ mặt tùy ý vỗ vỗ hộp đen bên tay nói. Dù sao, vẽn vẹn 500 vạn ba ly tiền nhỏ mà thôi, làm sao so được đội trưởng cấp tồn tại thanh nhãn. Lời nói còn chưa rơi xuống đất, liền im bặt. Bởi vì, ngay tại một sát kia, hắn rõ ràng nghe được, xé rách phá không chi âm, oanh. Sau đó, hắn rõ ràng nhìn thấy, chính mình chỗ ở cửa sổ, giống như bị cự chú y oanh đập, âm ầm nổ nát. Ngay sau đó, bốn viên đạn, ngang nhiên xuyên thủng sợi gỗ vỡ vụn, bắn tới. Colin muốn tránh né nhưng đã không còn kịp rồi. Thình thịch thình thịch. Nương theo tiếng nổ tung, ốc tai Colin nổ tung. Ba viên đạn nhỏ đã hoàn toàn xuyên qua mi tâm, trái tim, cổ Colin. Viên đạn cuối cùng trực tiếp nổ tung huyệt thái dương của thuyền viên thực tập. PS Chiến lực bước đầu phân chia, vừa đến cấp giáo úy 3 sao, chuẩn tướng 4 sao, thiếu tướng 5 sao trung tướng 6 sao, 7 sao 7 Vũ Hải, sau 8 sao đại tướng bổ sung một bộ phận hoàng phó, 9 sao đại tướng, hoàng phó cao cấp nhất. Sự phân chia sức chiến đấu của băng hải tặc lóc. Thành viên kiến tập, tương đương với chiến lực cấp hiệu úy dưới 2 sao, thuyền viên chính thức sơ cấp từ 2 sao trở lên dưới 3 sao, thành viên chính thức trung cấp từ 3 sao đến 4 sao, thành viên cao cấp, 4 sao đến 5 sao, tiểu đội trưởng. Thiếu tướng ngũ tinh chiến lực tới thất tinh thất võ hải chiến lực cán bộ cao nhất, chiến lực từ 7 ngôi sao thất vũ hải tới 9 ngôi sao đại tướng. Chương 08 Bu Sô Súc Tăng Phúc, 10 tấn cự lực Bạn đang nghe tại truyện chấm audio 3. Khoảng trống giữa phi hành đoàn với cường độ cơ thể không đủ, khoảnh khắc đền thờ được gắn đạn. Đạn chì mềm mại, dễ dàng cho hộp sọ, bị cản trở hình biến, cuối cùng ầm ầm nổ tung thành ngàn vàng mảnh vỡ. Mảnh vỡ bạo liệt dưới, đầu của hắn liền giống như nhét pháo dưa hấu bình thường, đem cái đầu thật tốt hoàn toàn oanh tạc. Xoẹt xoẹt xoẹt. Tủy não màu trắng phấn, xương cốt màu trắng bắn tung tóe bốn phía, máu tươi đỏ tươi, từ đầu lâu không trọn vẹn phun ra như suối. Trong khoảnh khắc, liền đem thảm lông cừu trắng noãn không tì vết xâm nhiễm một mảnh máu đỏ. Đạp. 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 Tiếng bước chân vang vọng, khiên hồng súng mùi khói thuốc súng chưa từng tiêu tán súng thép hình thể so với mấy chục phút trước trướng lớn vài vòng ronan đạp vững vàng bước chân tiến vào trong phòng vốn ta còn tưởng rằng dám can đảm ở ngục giam đảo dám thì sự tồn tại của ta là phương nào thần thánh đây ai từng nghĩ dĩ nhiên là ngươi liếc mắt nhìn bìa sách kiếm đạo phía dưới mới tinh kiến văn sắc khí phách lại nhìn xem trên sofa chết không nhắm mắt Anthony Di, Colin bên người quen mắt màu đen rương da, Ronan lắc đầu mở miệng, bất quá, nếu không phải Linh Mẫn đến ba sao về sau, ngủ giác Mẫn cảm độ sắc bén da tăng trên diện rộng ta, phát hiện có người theo dõi, trực tiếp tại thờ săn chi thư trên bìa viết xuống kiến văn sắc khí phách lời nói. Ta thật đúng là có khả năng, không phát hiện được người tên hỗn đảng này. Đột nhiên, lời nói của Ronan dừng lại, bởi vì ngay tại một sát này, Ronan đột nhiên nhìn thấy ngôi sao thứ ba phía sau trên bìa sách, đột nhiên lực hút tăng nhiều, đem hai người tử vong sau khi sinh ra tinh vụn tất cả đều hấp thu. Viên thứ ba, ngũ giác thực tinh hoàn toàn ngưng tụ trong nháy mắt. Ronan rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể mình nguyên bản liền mênh mông vô hạn lực lượng, giống như ngồi hỏa tiễn bình thường, nhanh chóng cất cao. Tốc độ tăng lên nhanh chóng, thậm chí còn khoa trương hơn thể chất ba sao. Và, càng thêm trọng yếu là, ngay tại lực lượng tam tinh thành hình trong nháy mắt hắn rõ ràng cảm giác được một cổ cùng thợ săn chi thư trên bìa viết xuống kiến văn sắc sau đó hình thành kiến văn sắc khí phách cùng một chỗ một nguồn lại lẫn nhau khác nhau lực lượng với trái tim của mình làm ngọn nguồn chậm rãi hồi phục cái này cái này trong nháy mắt cảm giác hồi phục liền giống như khôi giáp không nhìn thấy tăng lên lực phòng ngự của mình cũng y theo ý niệm của mình trong nháy mắt từ lực phòng ngự diễn hóa thành lực công kích lực lượng, Ronan có chút không thể tưởng tượng nổi, lực lượng ba sao, dĩ nhiên khiến cho ta tại chưa từng viết xuống vũ trang sắc khí phách dưới tình huống, thức tỉnh vũ trang sắc khí phách. Theo hắn xem ra tại, chính mình chưa từng tại Ether thờ săn chi thư, trên bìa viết xuống vũ trang sắc trước đó, chính mình cái này cùng hải tặc thế giới người hoàn toàn bất đồng thể chất, là căn bản không cách nào thức tỉnh khí phách. Chẳng lẽ, tại ta viết xuống kiến văn sắc, Tại, thờ sang chi thư tác dụng hạ có được kiến văn sắc về sau, ta đã có cùng hải tặc thế giới cư dân bình thường, có được tự chủ thức tỉnh vũ trang sắc khí phách tiềm chất. Ronan tâm tình dần dần kích động, cảm giác được khí phách vũ trang trong cơ thể, thì thào lẩm bẩm. Cũng không biết, này vĩ đại đường hàng không cường giả chuẩn bị vũ trang sắc khí phách, có thể cho ta mang đến bao nhiêu tăng lên. Không được, ta phải đi kiểm tra một chút. Tâm tình dần dần kích động lên. Ronald đem Anthony A. G. Colin tích góp từng tí một tài phú cướp đoạt không còn, để vào chỗ ở của mình về sau, liền vẽ mặt phấn khởi hướng sân huấn luyện vọt tới. Sau một phen động tác, Ronald đến sân huấn luyện thời khắc, thời gian đã đi tới rạng sáng, cùng gió tuyết đang xen đêm khuya bất đồng, gió tuyết bình ổn lăng thần trại huấn luyện, đã có không ít thành viên thực tập, đều tại lâm trận mại thương rèn luyện lực lượng của mình, để cầu một phần ngàn vạn hy vọng có thể thông qua ngày mai khảo thí nhìn xem sân huấn luyện bên trong mọi người, Ronan rất nhanh tỉnh táo lại. Dĩ nhiên từ Colin bên kia do thám, có thể cùng lóc két hải tặc đoàn đội trưởng kết giao bằng hữu tồn tại, theo dõi chính mình Ronan, không vội tiến lên thí nghiệm, mà là chờ đợi mặt trời mới lên. Khi đó, những thành viên thực tập dậy sớm rèn luyện bản thân sẽ rời đi trong chốc lát, đi căng tin ăn cơm. Lúc này, chính là Ronan khảo nghiệm tự động thức tỉnh võ trang sát khí phách chính mình quyền lực thời cơ tốt nhất. Theo ánh bình minh màu đỏ như máu hiện ra, thuyền viên thực tập rèn luyện sân huấn luyện không hẹn mà cùng dừng động tác, dù sao bụng rỗng rèn luyện lực lượng, là chuyện cực kỳ tiêu hao năng lượng, hiện tại bọn họ liền cần bổ sung năng lượng gấp. Chờ thuyền viên thực tập cuối cùng rời đi, Ronan mới đi tới máy kiểm tra quyền lực. Đã dùng kiến thức sát khí phách, xác định chung quanh không có người Ronan, hít sâu một hơi, cũng không có trực tiếp sử dụng vũ trang sát khí phách, Hắn muốn nhìn một chút mình có thể ứng dụng cho thực chiến bên trên quyền lực có bao nhiêu. Thình thịch. Quyền ra như rộng, toàn bộ máy móc chấn động kịch liệt, phía trên huyết hồng con số không ngừng gia tăng. 8190, nhìn thấy con số này trong nháy mắt, Ronald đại não ông một tiếng, dù là hắn dĩ nhiên từ thợ săn chi thư thượng thấy được chính mình tiến bộ, hắn như cũ sinh ra một loại không chân thật cảm giác. Chỉ là không hề xúc lực, đột ngột trong lúc đó bộc phát một quyền mà thôi liền trực tiếp vọt tới hơn 8.000 kg. Vậy thì, nếu là mình bày ra tư thế tụ đầy lực đạo thì sao? Nếu là mình dùng tới vũ trang sắc khí phách vừa mới lĩnh ngộ thì sao? Đây chẳng phải là nói, chính mình dĩ nhiên có thể oanh ra, lóc két hải tạc đoàn cao cấp thành viên mới có 10 tấn cự lực. Ronald kích động toàn thân đều đang run rẩy. Hắn nắm chặt nắm đấm, ánh mắt chuyên chú nhìn chầm chầm máy móc trước mắt. Hít sâu một hơi, trực tiếp điều động khí phách vũ trang yếu ớt vừa lĩnh ngộ tới đỉnh nắm tay. Sau đó, vung tay vung quyền, ngang nhiên đem nắm đấm của mình bao trùm, đẩy ra ngoài. Thình thịch. Tiếng nắm tay va chạm nặng nề của đài quyền anh nổ tung, toàn bộ máy móc đều phát ra âm thanh tê minh không chịu nổi gánh nặng. Con số đỏ tươi phía trên càng điên cuồng gia tăng. 9.100, 9.900. 10.000, nương theo tiếng gào thét kịch liệt của máy móc không chịu nổi gánh nặng, con số trên màn hình rất nhanh đã đạt tới một vạn đại biểu cho 10 tấn. Bùm bùm bùm. Sau đó, trên đài quyền Anh, gia thú nổ tung không chịu nổi gánh nặng, quanh thân máy kiểm tra quyền lực liền nhảy lên một vòng cung điện đầy trời. Thông suốt, sau khi vận dụng vũ trang sắc khí phách, cổ máy này trực tiếp bị la nằm oanh báo hỏng. Chương 09 Quân lệnh trạng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Thể chất 4 sao rưỡi lực lượng ba sao, phối hợp với vũ trang sắc khí phách, liền để cho ta oanh ra có thể so với thành viên cao cấp không ngừng 10 tấn cự lực. Nhìn xem hồ quang nhảy lên trên màn hình, hiện ra con số, rô nàng hít sâu một hơi, nội tâm kích động cơ hồ đều nhanh áp chế không được. Theo quy tắc bất thành văn của băng hải tạc lóc, quyền lực của thành viên sơ cấp, thấp nhất cần đạt tới 2.500 kg, trung cấp 4.000 kg, cao cấp 10.000 kg. Mà giờ phút này, quyền lực đột phá một vạn kg hơn nữa nắm giữ song sắt khí phách ronan đã có tư cách trở thành thành viên cấp cao của băng hải tặc lên tàu chính của băng hải tặc do bá chủ trên biển cả lóc dê di bét làm thuyền trưởng ta hiện tại chỉ cần dùng tới vũ trang sắt khí phách liền có thể bộc phát ra cao cấp thành viên quyền lực nếu là ta đem kim sư tử quyết đấu mà không chết Victor f truman đích thân xử quyết ta thậm chí có thể trực tiếp có được hải tặc đoàn lóc chiến lực cấp đội trưởng nghĩ tới đây nội tâm mênh mông ronan đem tầm mắt hướng về phía thợ săn chi sách trang bìa thể chất sức mạnh nhanh nhẹn kiếm đạo kiến văn sắc khí phách nhìn bốn viên thực tinh kia một viên tinh khung thể chất ronan nỉ non nói đáng tiếc chính là để tìm ra tên khốn theo dõi ta ta đã viết lên dấu gạch dưới bốn khỏa thực tinh ngưng tụ kiến văn sắc khí phách ta bây giờ tuy rằng lực lượng đạt tới ba khỏa thực tinh đã thức tỉnh khí phách vũ trang. Nhưng nếu giết Truman mà không có màu vũ trang nào được viết trên bìa sách thợ săn, tôi vẫn không thể có được sự độc đoán về màu vũ trang mà anh ta có. Bất quá còn tốt chính là, ta khoảng cách có thể lần nữa ngưng tụ ra vạch dưới năm khỏa thực tinh, chỉ còn lại có lấp đầy khung sao. Căn cứ vào tiến độ hiện tại của ta, cho dù phạm nhân khu vực chữ giáp đã tăng lên rất yếu ớt. Cho đến tối hôm nay, tôi cũng có thể viết màu vũ trang lên bìa, đi thu hoạch tru mang. Ánh mắt cực nóng Ronan hít sâu một hơi, đem trong đầu tạp niệm đè xuống. Cùng lúc đó, Ronan quay đầu nhìn về phía bên phía trước, đã có thực tập thuyền viên ăn xong điểm tâm, trở về tiếp tục rèn luyện. Ronan không ở lưu lại, dẫm lên mặt đất tuyết động, biến mất ở sân huấn luyện. Sáng sớm, dắt trời dường ăn xong điểm tâm, cùng những thuyền viên thực tập khác giống nhau, đón mặt trời đi tới sân huấn luyện vừa tới sân huấn luyện liền thấy một đám người vây quanh máy kiểm tra quyền lực gõ 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 tấm tắc lấy làm kỳ lạ huynh đệ dắt nhìn không được đi lên phía trước vỗ vỗ thuyền viên thực tập phía trước hỏi đây là tình huống gì một tráng hán bị mù một mắt cũng không quay đầu lại nói máy kiểm tra này xảy ra vấn đề khá lắm sáng sớm lúc huấn luyện còn rất tốt nhưng chờ chúng ta ăn xong điểm tâm rèn luyện phát hiện thứ này bất luận ai đánh đều là một vạn có thể hay không là trong chúng ta có ai ẩn tàng chiến lực a có một nam nhân không xác định hỏi mẹ kiếp ai sẽ ở cái này chim không ỉ địa phương che giấu chiến lực hán tử vừa mới đáp lại dắt vẻ mặt khinh thường nói cái khác không nói nếu lão tử có thể đánh ra một vạn kg quyền lực tuyệt đối cái này chim không ỉ chỗ đợi nhất định là do máy kiểm tra lâu năm không tu sửa tối hôm qua tuyết rơi tuyết bị mặt trời chiếu vào thấm vào máy kiểm tra không không đúng nguyên nhân máy kiểm tra này xảy ra vấn đề không phải vì nước tuyết trên màn hình thấy được một vạn kg con số khổng lồ dắt liếc mắt nhìn cái kia đem cứng cỏi hải thú gia long oanh nổ thành mảnh vải vụn thâm thúy quyền ấn rất là tin tưởng nó là bị nhân sinh sinh dùng nắm đấm đánh hỏng ngay tại thời khắc đám thuyền viên thực tập dắt vây quanh sân huấn luyện nghị luận sôi nổi một chiếc treo lên lóc cơ hải tặc đoàn cờ xí thuyền hạm, đang ở cách ngục giam đảo 30 hải lý trên mặt biển, chậm rãi hướng ngục giam đảo tới gần. Trên thuyền thượng tầng, một gã bên hông đeo trường đao, trên mặt vết sẹo đầy vải nam tử, đang vẽ mặt vui sướng cầm bình rượu cùng thuyền viên đối ẩm. Blue Blue Ngay khi hắn sắp uống xong rượu, từng đạo tiếng côn trùng điện thoại dồn dập vang vọng từ trong lòng nam tử. Người đàn ông đặt ly rượu xuống, sau khi trở lại phòng, mới cung kính lấy điện thoại ra bắt máy. Anh đến chưa? Đại nhân, căn cứ quan sát viên thông báo, ta khoảng cách ngục giam đảo còn có 30 hải lý, lập tức liền có thể xử lý Ronan tên hỗn đảng kia. Nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất, giết chết tên hỗn đảng dám cả gan hạ độc lão tử này. Mẹ nó, bởi vì tên hỗn đảng này độc, lão tử hiện tại mỗi ngày đều bị người khác cười nhạo. Nhớ kỹ nếu là tại lão tử thông qua đội trưởng kiểm tra trước khi, ngươi còn không có giết chết tên hỗn đảng kia, lão tử liền giết chết ngươi. Rất hiển nhiên, một mực nhầm vào Ronan, chính là Ronan đến thế giới này thời khắc, đem Ronan trở thành nô lệ bắt lại rống, lại bị hạ độc độc chết nửa thuyền thành viên nguyên huyết thủ hải tạc đoàn thuyền trưởng, hiện tại đang tham gia lóc kết hải tạc đoàn đội trưởng khảo thí huyết thủ, Kyler Ji. Kết Các thuyền trưởng ngươi yên tâm, đã là trung cấp thuyền viên ta, làm sao có thể không giết chết cái kia liền súng đều cầm không vững phế vật. Bô gờ ta thậm chí dám hạ quân lệnh trạng, giết không chết hắn, ngài liền tới lấy đầu của ta. Chương 10 Sớm tiến hành hàng năm khảo thí Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Mặt trời lên cao, ánh mặt trời màu vàng đỏ chiếu khắp nơi, từng mảng từng mảng hào quang hiện ra ở phía chân trời phương đông. Trong ánh sáng mờ ảo, bến cảng chỗ, một chiếc treo cái này hải tặc đoàn cờ xí thuyền hạm, vững vàng buông khóa neo. Trong nháy mắt thuyền hạm dừng hẳn, hai chữ chính nghĩa trên áo choàng của chuẩn tướng sau lưng bị mực đỏ như máu đánh lên số ít, thành viên chính thức trung cấp của hải tặc đoàn lóc, vịnh trường đao đeo bên hông, lanh lảnh mở miệng, thông báo cho tất cả thành viên kiến tập trong 24 khu vực trên đảo Ngục Giam, kiểm tra hàng năm tiến hành trước. Trong vòng 20 phút, ta muốn nhìn thấy tất cả thuyền viên thực tập, tất cả đều đến sân kiểm tra. Bô gờ lời nói rơi xuống đất, gia nhập lóc cơ hải tặc đoàn trước đó, cùng thuộc một cái hải tặc thuyền, giờ phút này đảm nhiệm hàng năm thí nghiệm phụ tá chính tên sơ cấp thuyền viên, liền vẻ mặt tươi cười đáp lại, hiểu rồi. Bô gờ đại ca yên tâm, chúng ta nhất định đem ngài chỉ thị mang đến, đem tất cả mọi người cho mang đến tham gia khảo thí. 20 phút sau, một giam đảo sở hữu lóc két hải tặc đoàn thực tập thuyền viên, tụ tập ở một tòa to lớn quần thể kiến trúc phía trước tòa kiến trúc khổng lồ này vốn là vương cung trước đây chưa từng bị băng hải tặc lóc két chiếm cứ. Sau đó được băng hải tặc lóc mở rộng, đổi thành đại sảnh kiểm tra, thời kỳ cường thịnh nơi này từng tổ chức kiểm tra hàng năm dung nạp gần vạn người. Cao gần 20 mét cực đại quần thể kiến trúc 10 cái đại môn phía trước, linh linh tán tán đứng thẳng cái này thần tình bối rối thực tập thuyền viên. Kiểm tra hàng năm bắt đầu sớm. Làm sao có thể có loại tình huống này, rõ ràng còn có một ngày thời gian, như thế nào hết lần này tới lần khác sớm. Thủy thủ thực tập đang lâm trận mới mài gương, nhận được tin tức kiểm tra hàng năm, có một người tính một người, đều lúng cuốn. Vừa mới xử quyết chính tên tù phạm, liền nhận được tin tức như thế Ronan, cũng là cao mày nhìn trước mắt quần thể kiến trúc. Đây không phải là Ronan sao? Ngay tại Ronan trong đầu suy tư, muốn hay không vì ứng đối cái này sớm tiến hành hàng năm khảo thí, sớm thu hoạch xong Truman thời khắc một đạo hài hước trộn lẫn tiếng nghiến răng nghiến lợi vang lên thuận tiến nhìn lại liền nhìn thấy cái kia khiên lóc cơ hải tạc đoàn cờ xí chính thức thành viên trong mắt đầy sát khí nhìn chính mình dép yep. ronald lưng đeo súng thép thanh âm trầm thấp trả lời một câu ha ha ronald chúng ta cái này cũng nhanh có một năm không gặp đi ta đều cho rằng ngươi chết ở cái kia gốc trong đây dù sao coi như là bao dung hết thảy vĩ đại đường hàng không đều dung không nổi ngươi loại này hạ độc hỗn đảng a. Giáp thần tình âm trầm ha hả cười lạnh, giọng điệu càng là đằng đằng sát khí. Xoay đầu, hướng hiện trường thực tập thuyền viên nói, vị này chính là lần này hàng năm kiểm tra sớm đầu sỏ gây nên. Một năm trước, tên hỗn đảng đê tiện hạ độc chúng ta. Rất là thô bỉ khiêu khích, nhưng cũng rất là có hiệu quả, hiện trường bối rối thực tập thuyền viên ngoại trừ giác bên ngoài lập tức trợn mắt trừng về phía Ronan, nhìn xem bị mọi người trợn mắt nhìn Ronan, thừa dịp phân phát số bài thi giáp, dép thị uy bình thường, tiến đến Ronan bên người nhẹ giọng mở miệng, ha ha. Ronan ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Dù sao, chúng ta ngày hôm trước đã trở thành trung cấp thành viên bốt đại ca, nhưng là chiếm được các lão đại mệnh lệnh muốn tự tay giết chết ngươi a à. Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, các lão đại của chúng ta đã tiến hành kiểm tra đội trưởng rồi. Lời nói rơi xuống đất, dép liền hướng Ronan làm ra một cái cắt cổ động tác, sau đó, liền dịu vũ Diệu uy khiên cờ xí rời đi. Nhìn xem đứng ở cửa kiến trúc cắm cờ dép, vuốt trong tay số một bài Ronan, khóe miệng hơi hơi gợi lên một vòng nguy hiểm độ công, nói cách khác, lần này chủ trưởng hàng năm kiểm tra, vẽn vẹn chỉ là vừa mới trở thành trung cấp thuyền viên bất quá ba ngày bô gờ sao. Đã như vậy, ta cũng không cần lo lắng lãng phí vấn đề tru Rốt cuộc, đối với tôi bây giờ, thủy thủ đoàn trung cấp của băng hải tặc lóc không phải là mối đe dọa nào cả. Blue. Blue. Vừa lúc đó, phía trước truyền ra một trận tiếng côn trùng điện thoại khuếch đại. Số 1 số 2. Số 10. Đi tới khu kiểm tra đánh giá số một lần lượt tiến hành kiểm tra. Anh Ronan. Tiếng khuếch đại vang vọng, Ronan chuẩn bị cất bước đi trước hướng đánh giá khu thời khắc, dắt đề thấp thanh âm, từ Ronan bên tai vang vọng, không cần đi, bây giờ còn có thời gian, chỉ cần cướp xuống bến cảng thuyền hạm, ngươi. Nghe dắt ân cần thanh âm, nhìn dắt cái kia quyết tuyệt ánh mắt, Ronan giơ tay vỗ vỗ dắt bả vai, dắt, anh yên tâm. Lần kiểm tra này không có vấn đề gì. Ta sẽ mang theo ngươi sống sót, hảo hảo sống sót. Nữ lạc, lưng đeo súng thép Ronan, Biểu tình trên mặt tất cả đều bị sát khí thay thế Nhất chân cất bước bước vào kiểm tra đánh giá khu 3 Nương theo tiếng đóng cửa vang vọng Thân ảnh Ronan liền biến mất Ở trong tầm mắt mọi người Phi Trong nháy mắt thân ảnh Ronan biến mất Dép liền vẽ mặt khinh thường nhổ một ngụm nước miếng nói Chết đến trước mặt còn mạnh miệng Nói đến đây Dép nghe răng cười nhìn chầm chầm Dắt đánh giá từ trên xuống dưới Người tên này cùng Ronan tên hỗn đảng kia quan hệ rất thân mật a. À. Nói cho ngươi biết, tên hỗn đảng kia chết chắc rồi. Không chỉ có hắn. Ngươi cũng. Thình thịch. Đột nhiên, một đạo tiếng súng ầm ầm nổ tung. Sau đó, mọi người đứng ở ngoài vương cung, rõ ràng nhìn thấy, trên cánh cửa đóng chặt của vương cung có thêm một lỗ đạn rõ ràng có thể thấy được. Lỗ đạn hiện ra đồng thời, dép vẻ mặt nhe răng cười nói tàn nhẫn với giác lời tàn nhẫn còn chưa nói hết liền im bặt khoảnh khắc đó đôi mắt dép nháy mắt đỏ ngầu ba ngay sau đó nương theo một đạo bạo liệt chi âm vang vọng đầu dép liền giống như bị nhét vào pháo dưa hấu âm âm nổ nát suy 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 máu tươi tuôn trào từ trong xương sọ dép vỡ vụn phun ra mưa máu như vậy đem mặt đất khô cạn tất cả đều nhuộm đỏ